Ông chủ đi quân lên tiếng sau tin đồn nhạy cảm. Khi dân mạng một phen xôn xao với những tiết lộ của bà Hằng về một nhà hàng do cựu biên tập viên HTV Bủ Điền, hiện là chủ tịch công ty truyền thông giải trí Điền Quân. Trên sóng livestream, bà Hằng cho rằng ông chủ Coleman thường xuyên dắt gái cho một số người. Trước những lời nói của bà Hằng, sáng 18 tháng 10, anh Bủ Điền đã chia sẻ trên trang cá nhân rằng sống không giận không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với người khách trong gai. Là con người, chúng ta hay dễ nổi nóng, hặc hồng bởi những sự vô ơn hay bẹp bẽo của hiên hạ, đặc biệt là với những kẻ mình từng hương quý. Thế nhưng, trên thực tế, tôi chắc chắn không có một ai có thể tự tin mà nói rằng mình không ít nhất dăm ba lần vô ơn và bẹp bẽo với người khác, dù là vô tình hay cố ý. Khi bạn đủ già, thử khắc sẽ thấy sự thiếu sót hay vô tâm của người chung quanh là rất đổi bình thường, vì chính bạn cũng không ít lần như vậy. Ông chủ Coleman cho rằng, thay vì oán trách hay nhọc nhằn, chúng ta hãy thử đặt mình vào vị trí của họ, đồng thời tự soi chiếu lại bản thân, thì sẽ dễ dàng bao dung, chấp nhận mọi thứ. Bởi con người không bao giờ hoàn thiện, chân lý là những con người hoàn hảo thực thụ chắc chắn sẽ thuộc về một thế giới khác, chứ không thuộc về nơi này. Trước đó, bà Phương Hằng từng đề cập hai ông chủ Điền Quân là Coleman và Khương Dừa với nghi vấn ăn chặn tiền quyên góp từ thiện. Vụ việc vẫn chưa được xác minh cụ thể và thông tin mới chỉ một phía từ bà Phương Hằng.